con cũng hỏi là công việc của anh là gì. Lúc đó anh không nói với con, anh chỉ đưa cho con một cái hình là ở trong một cái bệnh viện là nhà xác. Thì con cũng hơi sợ. Đó là dịch xảy ra là tụi con phải xa nhau 2 năm, ảnh không có về Việt Nam được. Và lúc đó tụi con có những cái mâu thuẫn với nhau, con nghĩ là tụi con sẽ chia tay nhau luôn. Tại vì con không biết là khi nào mà dịch hết để mà ảnh có thể về Việt Nam lại. Mà ảnh lúc đó con nói là thôi mình chia tay đi, ảnh không có chờ luôn. Ảnh kêu là đợi anh đi, để khi nào mà Việt Nam mở cửa lại thì anh sẽ cố gắng tất cả mọi thứ để mà anh bay về với em. Bạn có phải người Pháp không? Yes, from France. Are you from okay. Paris? No. No. Paris. Limoges. Đến từ Limoges. Ok, như vậy là cậu được thấy rồi. Hả, vừa nói là có người Pháp xuất hiện liền. Hay quá. Rồi, thôi bây giờ xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình đi. Dạ. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Thu Trang, năm nay con 28 tuổi. Hiện tại con là kế toán, con đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn giới thiệu về mình. Tôi tên là Ben. Ben. Jamin. Benjamin. I am 35 and I work with the police on the crime scene. Công việc của ảnh là bác sĩ pháp y. Trời ơi. Cái lần đầu tiên khi mà con nghe ảnh nói về cái công việc của ảnh á, con lúc đầu con hơi bất ngờ, con hơi sợ một tí. Nhưng mà sau này khi mà nghe ảnh kể nhiều hơn về công việc của ảnh, con cũng thông cảm và hiểu cho công việc của ảnh. Con ấn tượng về cái câu chuyện về cái nghề của ảnh đó là cái câu chuyện gì? Hai tụi con gặp nhau á là lần đầu tiên ảnh tìm thấy con trên mạng xã hội. Sau đó thì hai tụi con làm bạn với nhau, nói chuyện với nhau. Con cũng hỏi là công việc của anh là gì. Lúc đó anh không nói với con, anh chỉ đưa cho con một cái hình là ở trong một cái bệnh viện là nhà xác. Thì con cũng hơi sợ. Nói chuyện với nhau, ảnh cũng kể là công việc của ảnh là khi có một cái vụ án nào đó xảy ra, công an sẽ đến và đưa vào trong bệnh viện. Và sau đó là tiếp tục, đó là công việc của ảnh là khám nghiệm tử thi. Bác sĩ là mổ xẻ đó, mổ ra luôn. Phân tích tất cả mọi thứ. Dạ đúng rồi cô. Tìm ra nguyên nhân đó. Rồi thì đến khi nào thì hai bạn mới coi như ảnh mới tỏ tình với con? Tụi con nói chuyện 1 năm thì ảnh quyết định quay bay về Việt Nam để gặp con. Lúc đầu con gặp ảnh á, con cũng thấy là trời ơi, sao cái ông này ổng mập mà ổng râu ria nhiều quá. Nên con cũng hơi sợ, con không có thích. Mà sau lần gặp đầu tiên con thấy ảnh rất là thân thiện, rất là lãng mạn. Sau cái lần đó ảnh bay về Pháp lại, ảnh hỏi con là có muốn làm bạn gái của ảnh không. Và con cũng đồng ý. How you feel when the first time you meet? I love Vietnamese Asian girls. I only looking for this. And one day my Instagram phone. Instagram. Oh my god. And I follow her typically. And I look. And I'm very shy. Very shy person. The only way for talk with her is because the France win the World Cup in 2018. After she posted something about France and the World Cup. And I sent a message. Ảnh rất là thích con gái Việt Nam và châu Á. Nên khi mà ảnh tìm thấy con trên mạng xã hội, ảnh follow con. Rất là, ảnh nói là ảnh giống như là một cái tiếng sét ái tình. Một tiếng sét ái tình vậy đó. Em hỏi ảnh coi, ngoài follow con ra đó, thì ảnh còn có follow người nào khác không? He asked you that beside me you follow any girl? No, the only one. Ảnh đâu có dám nói nhiều người nữa. Con hỏi ảnh á là khi mà nhìn thấy hình ảnh của con trên Instagram và khi mà nhìn thấy con ở ngoài đời, lúc mà gặp nhau lần đầu tiên đó, thì cái ấn tượng về con như thế nào? When you see me on Instagram the photo and see me in real, do you feel different? How different? No, the same. The most I was the same. My god. Very beautiful. Yes. Nhưng mà gia đình khi mà gặp bạn thì sao? Mẹ con lúc mà biết là con quen ảnh thì cũng hơi sợ. Tụi con yêu xa, con gái một mình con sẽ khổ, sẽ không có được mình. Mà nếu mà không có một người đàn ông bên cạnh thì mình phải mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Nên là mẹ sợ, mẹ không phải là ngăn cản, nhưng mà mẹ cũng khuyên con là có nên suy nghĩ lại không. Lúc đó con bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó là năm 2019, là con mới có 22 tuổi. Vậy đó. Bây giờ con làm kế toán. Dạ. Giờ ảnh qua đây thì ảnh làm cái gì? Dạ không, ảnh hiện tại vẫn làm việc ở bên Pháp. Hai tụi con đang trong quá trình là làm giấy tờ để con định cư ở Pháp với ảnh. Sau khi á là con
chấp nhận làm bạn gái anh rồi đó, con trả lời liền đó, đúng không? Dạ, đúng. Đến bao lâu thì ảnh mới quay cầu lại Việt Nam và ảnh cầu hôn con? Sau đó thì con có qua bên Pháp một tháng để gặp gia đình ảnh. Đó là dịch xảy ra là tụi con phải xa nhau 2 năm, ảnh không có về Việt Nam được. Và lúc đó tụi con có những cái mâu thuẫn với nhau, con nghĩ là tụi con sẽ chia tay nhau luôn. Tại vì con không biết là khi nào mà dịch hết để mà ảnh có thể về Việt Nam lại. Mà ảnh lúc đó con nói là thôi mình chia tay đi, ảnh khóc quá trời luôn. Ảnh kêu là đợi anh đi, để khi nào mà Việt Nam mở cửa lại thì anh sẽ cố gắng tất cả mọi thứ để mà anh bay về với em. Thì sau 2 năm là lúc mà ảnh vừa đưa đáp chuyến bay, vừa ảnh vừa gặp em ở sân bay là ảnh ôm em, ảnh khóc quá trời, hai đứa được ôm nhau khóc. Yeah, I share about the after the long time of the COVID and we first meet at the airport and you cry, you hurt me and cry. Một người rất là tình cảm. Sorry. How long you have stay here? 1 month. 1 month. Yeah, month. Oh. Dạ, có một lần một ảnh về như vậy là một bạn tháng. Có một tháng ở đây mà ảnh đã về được bao lâu rồi? Tuần sau là ảnh lại bay đi về Pháp tiếp. Dạ. Anh rất là bất ngờ là bởi vì cái công việc là của ảnh á. Dạ. Anh nghĩ là một cái người rất là lạnh lùng, nhưng mà không ngờ ảnh lại là một người rất là tình cảm như vậy. He say that he don't think that about your job. He will think that you are a strong man, like brave, but you look so friendly and kind. Thank you. Cảm ơn. Cái đợt đó em đi Pháp là do là ảnh mời. Dạ, ảnh mời em qua để đi du lịch và sẵn là gặp gia đình của ảnh luôn, ba mẹ của ảnh. Lúc đầu con cũng không biết là cái văn hóa và người Pháp với người Việt Nam có khác nhau hay không. Nhưng mà sau khi con gặp gia đình của ảnh, ba mẹ ảnh thì cũng như người Việt Nam mình, cũng rất là thân thiện. Mẹ của ảnh nấu ăn rồi dắt con đi shopping rất là vui vẻ, và cả gia đình rất là vui và thân thiện. Có dẫn đi tới chỗ làm ảnh mày có dẫn con dắt con xỉu luôn á đó. He say that did you take me go to your work in France? I say no. Good, of course, yes, we take her, no problem. Rồi cái khi mà ảnh sau dịch ảnh về Việt Nam và ảnh ôm Trang khóc sướt mướt ngoài sân bay, bao lâu thì ảnh mới cầu hôn Trang? Chắc chắn là cái chuyến đó về là sẽ cầu hôn đó đúng không? Dạ đúng rồi, sau chuyến đó thì gia đình con cũng tổ chức đi Đà Nẵng chơi. Thì trong cái lúc đi Bà Nà có ở trên cầu vàng á, thì gia đình đang chụp hình thì thấy ổng cứ lay quay không biết làm cái gì hết, mà ảnh cũng giữ bí mật cho không có nói cho ba mẹ con nghe, cũng không có nói cho ai hết. Thấy cứ ổng cứ lay quay thì cứ chụp hình, thì lấy sợ ảnh rút ở trong túi ra một cái nhẫn, là ảnh hỏi con là do you marry me? Xong dạ con cũng và con đồng ý. Thì sau đó hai tụi con định kế hoạch là làm đám cưới, và tụi con vừa đám cưới vào năm ngoái, được 1 năm rồi. Thế là cái đám cưới bên Pháp không? Dạ sắp tới là tụi con, khi mà con qua bên đó thì con sẽ tổ chức một cái tiệc ở bên đó. Cái lúc mà anh quỳ xuống ảnh nói câu đó, ảnh có khóc không? Dạ có, ảnh rất là hay dễ khóc, ảnh run như vậy. Sau ảnh hỏi con là có em có muốn lấy anh không. Con cũng bất ngờ khi mà con thấy ảnh cầu hôn con. Con cũng khóc, nhưng mà con thì không phải là cái kiểu mà dễ khóc như ảnh. Lúc đó con rất là xúc động vì hạnh phúc, và cả nhà ba mẹ đều thấy cái khoảnh khắc đó. Why do you want to get married a Vietnamese woman? Because first they are beautiful, but they are really faithful, trust, we can caring. The girl in France very different. Anh nói là phụ nữ ở Việt Nam đẹp là đầu tiên rồi, và sau đó là rất trung thủy, rất là biết chăm sóc chồng. Your wife cooking is good. Perfect, nice. What kind? Nice. She good at the bánh bao. Bánh bao. Bánh bao. Là Trang làm được bánh bao. Dạ, con làm bánh ở nhà. Anh rất là thích ăn khổ qua. Lần đầu tiên mà khi mà con nấu cho ảnh canh khổ qua, con không nghĩ là ảnh ăn được, tại vì bản thân con đã không có ăn được. Như vậy là Trang với Ben là vừa mới cưới 1 năm. Dạ. 1 năm. Đó. Nhưng mà trước đó là hai đứa cũng đã sống với nhau một thời gian đúng không? Dạ đúng rồi. Thì con nói tật xấu đi. Đó. Anh có tật xấu gì không con? Tật xấu ảnh rất là nhiều luôn. Thứ nhất là ảnh rất là mê chơi game. Khi mà ở bên Pháp có nhiều khi ảnh chơi game với bạn ảnh mà con gọi điện là ảnh không bắt máy luôn. Sorry. Yes. Nhiều lần mà con giận ảnh, giận quá trời giận luôn, mà ảnh vẫn vậy. Chứ có cái tật là đồ ảnh xài đâu là ảnh dục đó luôn, ảnh cứ để đó bừa bộn lắm. Con nói hoài ảnh là ảnh phải xài, anh để đâu anh xài rồi anh phải dọn vô, nhưng mà
ảnh cứ như vậy, nhiều khi hai đứa cãi nhau vì cái việc là bừa bộn của ảnh. Dạ, con thấy là chỉ có hai cái đó là nhiều khi là hai đứa cãi nhau á. Có khi nào mà ổng tức quá ổng nói không lại Trang cái ông khóc không? Ảnh không bao giờ tức giận luôn chú. Con chưa bao giờ mà con thấy ảnh tức giận luôn. Ảnh lúc nào cũng rất là điềm tĩnh. Con mới là người nóng tính hơn. Có một cái lần đó hai tụi con cãi nhau, con thấy ảnh nhắn tin với một bạn gái, sau đó tự nhiên cái tin nhắn đó ảnh xóa đi. Con bực quá, cái con mỗi lần mà hai đứa cãi nhau là ảnh lúc nào cũng là người xin lỗi con đầu tiên hết. Không biết là lỗi của ai nhưng mà ảnh là lúc nào cũng xin lỗi con chứ. Con thấy tin nhắn đó nhưng mà lát sau con nhìn lại là không thấy tin nhắn. Con mới hỏi là ủa tại sao anh lại xóa tin nhắn đi. Ảnh nói là thì anh có một cái thói quen là ảnh đọc tin nhắn là ảnh xóa. Con bực quá, hôm đó con vừa cãi nhau với ảnh là con quăng cái điện thoại của ảnh luôn. Thì con nghĩ là ảnh cũng sẽ rất là tức, nhưng mà ảnh ôm con lại, ảnh nói là anh xin lỗi em bình tĩnh đi, khi hai vợ chồng mình ngồi xuống nói chuyện với nhau. Thì sau đó thì cái cô bạn đó cổ chụp màn hình lại thì cũng không có cái gì là ghê gớm, nên là dạ con cũng bỏ qua cho ảnh. Do mình. Dạ con hay nóng tính lắm. What do you want your wife change in the life? Angry. No, I think it's enough. Everything is perfect. Oh, yes. Perfect. Cả là hoàn thiện hết như vậy là trong mắt của ảnh là con quá là đẹp rồi. Only this small, only this. A little angry. Yeah, just sometimes big, sometimes small. Trang mong muốn Ben thay đổi điều gì? Con mong là ảnh bớt chơi game lại, chỉnh chu hơn một xíu, đừng có để con phải gọi là dọn dẹp nhiều thứ trong nhà quá. I hope that you don't play game too much. Clean a bit and don't clean your house. At the time, no, I go I back home and yes. Ben thì chỉ mong muốn là Trang là bớt nóng lại, bớt tức giận lại. Rồi hai vợ chồng là có dự định là có em bé khi nào? Dạ có, hai tụi con đang dự định là kiếm một bé rồng vàng năm nay. They ask, do we on a plan for the baby? Yes. I say yes this year. Yeah, yes. The dragon. Okay. Dragon. The golden dragon. This year. Yeah. Em chúc đi. Chú Thuận chúc cho Trang để Ben ha có một cái tin vui, và trong tháng 11 hoặc là Noel năm nay sẽ chào đón một chú rồng con xuất hiện trong gia đình. Con cảm ơn chú Thuận và cô Vân. Em tên là Nguyễn Anh Đức, em 27 tuổi, hiện nay là giáo viên và ngoài ra còn làm MC nữa. Wow, giáo viên và MC hèn gì giọng rất là lưu loát quá. Nhưng mà 27 tuổi như vậy là em quá trẻ so với lứa tuổi của mình đó. Nhìn chị tưởng tụi em cỡ 21, 22. Hai nói vậy hả? Còn em? Em tên là Huỳnh Mỹ Diệu, năm nay em cũng 27 tuổi, hiện là giáo viên và là diễn viên múa. Wow, đây nè, bây giờ để em có thể đoán cho biết rồi. Chắc có lẽ là Diệu đi múa trong một cái đoàn nào đó và trong một chương trình nào đó và vô tình gặp ông xã của Diệu đúng không? Thật ra không phải vậy. Tụi em gặp nhau cách đây là 10 năm. 10 năm? Dạ. Tại một ngôi trường cấp 3. Dạ. 17 tuổi đúng không? Dạ không, 15 tuổi. 15 tuổi. Dạ, bây em cưới được 2 năm. Là đã cưới nhau được 2 năm. Quen nhau 10 năm, cưới 25 tuổi thì lấy nhau. Chắc chắn cặp vợ chồng này sẽ có rất nhiều điều thú vị đây. Lúc đó hai đứa học lớp 10 và hai đứa học khác lớp nhau. Hôm đó thì ở trường tổ chức cuộc thi văn nghệ, thì em có nghe nói là cái lớp bên cạnh có cô gái nó hát hay lắm. Thế bắt đầu là em thăm dò đối thủ của mình. Tức là em là đúng người rồi. Đại diện cho lớp em. Dạ đúng rồi. Còn bạn này là người đại diện cho lớp bạn. Hai bạn coi đối thủ của mình sao đó phải không? Dạ. Thì sau cái cuộc thi văn nghệ đó thì em cũng không để ý tới ảnh đâu. Vì người gì đâu mà nhỏ xíu lùm kịt. Ông nhớ ông nhất à. Lúc đó anh đứng ngang bằng em mà. Nó thật ra em chưa có dậy thì nữa. Trời ơi, chưa dậy thì. 15 tuổi. Dạ, 15 tuổi như vậy. Em cao khoảng 1m45 mà nặng khoảng dưới 40kg thôi. Chà. Dạ. Là bé nhỏ thiệt. Nhưng mà được cái là lúc đó em hát ở phòng trà, cho nên là lúc đó em đã biết chạy trước rồi chưa có diễn. Cái gì? Lớp 10 là để đi hát xong phòng trà. Lúc đó chưa vỡ giọng nên hát giọng nữ. Có nhớ là lúc đó anh hát bài gì không? Hát chẳng hạn như là Trống Vắng. Em hát thử bài Trống Vắng rồi. Ở đây sao trống vắng, nhớ em anh buồn. Buồn vì em. À, hay quá. Chị muốn nghe đối thủ hát coi sao. Lúc đó đối thủ là hát nhạc của ai? Dạ thì em vẫn hát nhạc học sinh thôi. Lúc mà thi văn nghệ thì em hát bài Phố Xa. Đâu, Phố Xa. Em dạ. Nghe phố xa ngỡ như thường gần, đi bên em chiều trên phố vắng, mơ về một ngày có mưa em đêm. Về về cái nhìn ban đầu về chồng em, chắc có lẽ là chồng em ngày xưa chắc cũng tươm tất, cũng lịch thiệp giống như bây giờ đúng không? Dạ, cái lúc mà đi học là mặc quần ống le, giày mũi nhọn vậy nè. Rồi tóc thì chải chuốt,
lúc nào cũng bóng loáng trơn á, và xịt dầu thơm thơm phức luôn. Kể cho tụi chị nghe cái ấn tượng đầu tiên mà lúc mà hai đối thủ gặp nhau á thì như thế nào? Thấy cô bạn rất dễ thương, rất là hiền nữa, cho nên là lúc đầu em thích đối thủ của mình. Rồi lúc đó sao? Tại vì anh cũng nhét lắm, chẳng đi. Dạ, hôm đó em nhớ là đang ngồi tại ghế đá trong sân trường, ảnh chạy lại bất chợt thì đưa cái gói quà cho em rồi chạy mất tiêu luôn. Em chưa kịp ngẩng mặt lên để nhìn là ai đã tặng nữa. Ảnh thường xuyên là như vậy, anh mặc dù là đứng gần khoảng có 2 mét thôi mà anh cũng không dám tặng quà nữa, anh phải nhờ người khác tặng. Em ngại mắc cỡ tại vì mối tình đầu nữa mà, cho nên em chưa có kinh nghiệm gì cả. Cái lần đầu tiên á, em có thể tiếp cận người gần nhau để có thể nói bằng lời được. Thì lúc đó nó như thế nào? Lúc đó thì sang nhà người bạn ăn uống, thì sau khi ăn xong thì em thấy bạn của em đi ra ngoài võng ngồi, thì lúc đó em mới mạnh dạn mon men đi theo để ra ngồi chung. Anh khều cái vai em kìa, ê cho ngồi kế dưới. Em cũng nhích qua cho ngồi mà im lặng một hồi, xong rồi mới quay qua mới nói ức đí yêu y yêu dị. Có hiểu không? Cái gì nói lớn vậy? Em nói là ức đí yêu y yêu dị. Ủa ông nói tiếng nước nào? Cái đó là tiếng lóng mà phổ biến 10 năm trước. Rồi anh hỏi em có hiểu không? Em cứ giả vờ, nói gì chẳng hiểu gì hết trơn á. Em hiểu rồi. Không, không, anh hồi nãy là em dùng cái từ giả vờ, có nghĩa là em đã hiểu mà em giả bộ đúng không? Dạ tạm thời là em cũng hiểu. Bắt em nói lại nhiều lần đến nỗi mà em bực, nhưng mà em lại ngại không dám nói thật. Thì lúc đó thì có một người bạn sau lưng mới la lớn lên là thằng Đức nó yêu dịu đó. Nhưng mà em cảm thấy là hơi bị nhục bởi vì tỏ tình cũng để người khác nói dùm nữa. Còn sao nữa? Chưa chịu đồng ý nữa. Lúc nào thì mới đồng ý? Dạ, phải nói là đợi năm sau nữa để xem thái độ của em thế nào. Đó là lớp mấy? Lớp 10 gặp nhau. Lớp 11 mới nói được câu đính lóng đó. Rồi đợi lớp 12 mới cho đồng ý là yêu. Thì trong khoảng thời gian mà tụi em hẹn hò á, anh nói là anh không biết chạy xe đạp, toàn là em chạy không mà em chở. Có một lần á là có hai cái anh chàng anh chạy lên anh cứ ghẹo em. Anh nói bé ơi em dễ thương quá. Thì ngồi đằng sau tức lắm chị. Thì hai người này thấy vậy thì cứ chạy theo, cứ trêu, cứ nói là bé ơi bé chở em trai đi đâu vậy? Em trai em dễ thương quá. Trời ơi, lúc đó anh ngồi sau lưng em nhéo bạn gái em. Dạ. Anh ngồi sao không nhéo không ngắt hàng kia? Em tức lắm nhưng mà là lúc đó mình chưa vậy thì chưa còn nhỏ con, cho nên mình không có dám phản ứng lại, mình sợ mình sẽ đánh không lại người ta. Đúng rồi. Cho nên mình im luôn, ngồi yên cho mình cứ nhéo bạn gái mình kìa, gì người ta gọi kìa, ta gọi kìa. Trời ơi, chắc vậy nó dở lên cái eo á, bầm tím. Vừa chạy đến trường á thì em xuống xe. Ảnh giận ảnh ngồi hoài trên xe, anh không chịu xuống vậy đó. Em như trẻ con á, giận ngồi. Nó là trẻ con chứ còn như gì nữa. Dạ. Rồi không lẽ tới bây giờ vẫn không biết chạy xe đạp? Tao có vụ án đó đó. Là em tức là quyết tâm em tập đạp xe đạp để không bao giờ cho bạn gái mình chở mình nữa. Vậy hả? Rồi chồng của em lúc đó thì quá trẻ con. Vậy thì bao lâu thì em mới thấy được một cái sự thay đổi? Sau khi học hết cấp 3 thì em cảm thấy ảnh càng ngày càng chững chạc. Nói nghe nè, hỏi câu tế nhị nha. Ở cái tuổi khoảng chừng 20 cho đến 25 là đã tương đối là chững chạc nếu như lúc đó bắt đầu yêu đúng không? Yeah. Và có thể hiểu biết được những cái kiến thức sơ đẳng nhất trong tình yêu hôn nhân. Vậy thì chị rất là muốn biết là tụi em có giữ gìn được cho nhau cho tới cái lúc tụi em cưới nhau không? Rất là trong sáng chị. Dạ, ơi, cái thời gian đầu là em chưa dậy thì chắc chắn là không làm được gì rồi. Khi mà dậy thiệt không phải cái lúc không bác sẽ hiểu em hiểu. Thật ra nè, bây giờ anh không muốn hỏi là trong cái giai đoạn là dậy thì nữa, mà bây giờ anh muốn hỏi cái giai đoạn dậy rồi. Em dậy thì rồi á, trong cái tư tưởng của em phải gọi là cổ hủ phong kiến á. Em không muốn đi xa. 100% là tình yêu của tụi em trong sáng, nó ngây thơ lắm. Tụi em giữ gìn cho nhau. Có đêm tân hôn không? Dạ có đêm tân hôn nhưng mà đêm tân hôn lại gặp nhiều trục trặc. Dạ, rất là hồi hộp, chẳng biết làm gì hết. Nhưng mà cũng may á là sau tiệc cưới á, thì là tối đó là tụi em đi karaoke với một đám bạn thân. Thì có một chị đã lập gia đình rồi, thì chị mới tâm sự với em. Em mới ngồi, em nói chị ơi, tụi em quen lâu vậy đó nhưng mà chưa gì hết trơn. Tối nay em biết sao nữa, em lo quá. Chị bảo là phải như thế này nè, như thế này. Tối về có truyền đạt phải không? Dạ. Cái đêm hôm đó thì phải nói là em rất là rung bừng bực luôn á. Hầu như là em phải nhờ vợ giúp đỡ. Hai tụi em chắc là nói nhiều hơn hành động. Trời ơi. Sau khi cưới nhau rồi á thì em có nhận ra được cả chồng của em có một cái điều gì đó nó khác hơn so với trước đây không? Mới bất ngờ là ảnh thích xem hoa hậu. Ảnh cực kỳ thích xem hoa hậu. Bây giờ thậm chí anh hỏi ảnh xem là người nào tên gì, hoa hậu đó đăng quang năm nào, giải gì là ảnh nói được hết. Anh thấy đàn ông mà mê xem hoa hậu là chuyện bình thường thôi, anh cũng đi xem bình thường thôi. Chị hơi thắc mắc vậy nè, em mê hoa hậu như vậy tại sao không có ý định đeo đuổi một cô hoa hậu nào mà em lại là đeo đuổi vợ em suốt 10 năm như vậy? Em đầu tiên là tại lúc em mới 15 tuổi là em đã bị vợ em chiếm trọn trái tim rồi. Cái thứ hai là cái chiều cao của em không cho phép khi mà quen với lại người mẫu hoa hậu. Em lùn quá mà. Rồi
rồi chồng em ngoài mê hoa hậu ra thì chồng em còn còn có cái tính gì nữa không? Ảnh cực kỳ kỹ tính, anh kỹ đến nỗi mà tóc em rụng xuống, ảnh lực được anh chạy lại anh lụm, anh bỏ vào sọc rác. Kèm theo cằn nhằn nữa, tóc gì mà rụng hoài. Dạ. Hồi nãy giờ vợ em nói ưu một khuyết của em rồi, bây giờ vợ của em là khuyết và ưu của vợ em như thế nào? Vợ em thì là một người hay giận, giận vô cớ nữa. Em đi đâu không nói cũng giận, em làm gì không bảo cũng giận. Nhiều khi học sinh gọi điện thoại cho em hỏi thăm bài vở rồi cũng giận nữa. Em cũng không hiểu sao là học sinh lại quý ảnh như vậy nữa. Nhiều khi hả, ảnh đi dạy về thỉnh thoảng cứ đưa cái lá thư tỏ tình, đưa một món quà học sinh tặng. Thấy chưa? Và không ngừng ở đó có một số học sinh gọi hỏi trực tiếp, thầy ơi bây giờ con yêu thầy, thầy tính sao? Em mà em biết là học sinh nó ngây thơ lắm, nó chỉ nói vậy thôi chứ nó không nghĩ sâu xa đâu. Dạ không đó, học sinh ngây thơ. Em sao vậy, tự nhiên em đốt nhà người ta. Em hay quá ha. Không, bây giờ thật ra bây giờ hôm nay nói chuyện nhau là có cái gì phải nói quỵt tẹt ra đúng không? Đó, anh muốn nghe một cái đợt xấu gì đó của chồng em mà là trong trong đời sống hàng ngày mà em phải gặp. Cực kỳ nóng tính. Cái gì có người này mà nóng tính? À, ví dụ như mình đang nói chuyện như thế này, ví dụ rồi mình gọi thì anh nói là đang bận rồi, mệt quá anh nói đi. Nhưng mà thực ra với cái điều em kể chị thấy là đâu có nóng đâu. Em mà khi mà dựng lên hay là nổi nóng á là đồ đạc nào gần tay em là em cầm em chọi hết. Và em chọi chỗ khác chứ không có chọi vợ em. Ghen vợ hả? Dạ ghen chứ. Ví dụ như là lúc nào cũng muốn vợ xinh đẹp, đồ đẹp, váy là phải có đi phát để tôn dáng vợ lên. Thế mà đi ra đường á, ai mà liếc mắt nhìn cái là kéo áo lên, kéo váy xuống khép chân lại. Thôi vậy kể từ lúc này anh chỉ nhìn em thôi, anh không bao giờ nhìn vợ em nữa. Vậy thì cái tính hay ghen của em á, em có kiểm tra vợ không? Chắc là vợ kiểm tra em. À, dạ. Kiểm tra em hả? Ừ. Em thường xuyên gọi điện thoại, ủa anh đang ở đâu vậy? Anh đang làm cái gì vậy? Anh đi với ai vậy? Anh ăn gì chưa? Dạ, lúc đó là em bực bội đó. Tức là vợ thì kiểm tra chồng bằng cái hình thức đó. Dạ. Rồi có khi nào em bị chồng kiểm tra trên một cái hình thức khác chưa? Đó, kiểm tra. Chồng em kiểm tra chắc chỉ kiểm tra răng em. Ủa là sao? Dạ. Anh quá kỹ tính và quá sạch sẽ. Ôi, nên một ngày anh bắt em đánh răng 2-3 lần. Tối á mà em hỏi mà đánh răng chưa, mà giả bộ mà nói đánh rồi á là em sẽ làm cha. Vậy em nhìn nó làm cái đánh răng chưa là lần rồi liền. Hèn gì nãy giờ nhìn nhòm răng vợ bạn thiếu trắng tươi à. Trời ơi. Vậy bây giờ đó thì em muốn vợ em có những sự thay đổi gì? Bớt giận vô cớ lại, cho em có sự thoải mái á. Thế còn em muốn thấy chồng em thay đổi cái gì? Bớt nóng tính lại, chịu khó lắng nghe vợ. Chị chưa gặp một cái cặp lạ lùng mà nó lạ kỳ mà nó thi vị như là cái cặp vợ chồng của tụi em. Tại vì tụi em đã trải qua một cái quá trình gắn bó 10 năm yêu nhau như vậy. Đó là một cái khoảng thời gian mà nó không phải là ngắn, nhưng mà nó đặc biệt hơn những cái tình yêu khác là vì nó xuất phát từ lúc mà em còn là gọi là thiếu nhi. Đó, cho nên là em giữ gìn nhau nó cũng chẳng khó khăn gì. Bởi vì sao? Ghen của vợ em á, nó là một cái bản năng của phụ nữ. Tất cả các bà vợ trên đời đều có những hành động cử chỉ đó khi còn yêu chồng mình. Nhưng ngược lại, chồng em mà nhiều học trò thần tượng như vậy, có nghĩa là chồng em là một người rất là tốt, người thầy rất là tốt. Cho nên cái chuyện đó là em thấy ảnh diện nghe, đã chứng kiến vậy thì rồi nè, đã chứng kiến trưởng thành rồi nè, bây giờ chứng kiến nhau lúc mà thành lão đi coi nó ra làm sao. Cảm ơn chị. Tụi với vợ con luôn. Dạ rồi. Con chủ yếu công việc của con là sáng tạo nội dung thôi. Dạ con chủ yếu là con có một vài công ty riêng. Dạ con là nhà đầu tư và có sở hữu những công ty riêng. Nhưng mà sao con tranh thủ con kể để con bia luôn đi đó. Đây là cơ hội cho trời con. Đất ơi, chị Vân chị đã mở lời như vậy rồi. Trời, đây là những cái phút rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể tranh thủ, chúng ta show up và giới thiệu về công việc cũng như là công ty của chúng ta. Mời con. Dạ thì con có một quán cà phê Nghỉ Điên Làm Chất. Dạ con có một cái cửa hiệu bán những cái đồ couple, những cái đồ đôi, những cái áo đôi, những cái đồ tình yêu. Trời. Và tụi con có một cái con có một cái doanh nghiệp làm về những cái đồ để phục vụ cho những cái khoảnh khắc yêu nhau nó tốt hơn. Wow. Dạ. Người ta là tuổi trẻ tài cao, bạn này tuổi trẻ giàu to. Trời. Quá dễ thương. Và các bạn, và hai đứa con là có một cái nickname rất là nổi tiếng ở trên mạng là TZ cái gì lép và lép. TZ và lép. Dạ. Rồi mời con. Dạ. Con chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận, chào tất cả mọi người. Con là người yêu của anh Minh được 10 năm và bây giờ đã trở thành vợ chính thức. Dạ. Rồi tên họ đầy đủ nè, lý lịch trích ngang nè. Dạ con tên là Nguyễn Việt Trúc. Và mọi người gọi con là TZ. Dạ. Con bằng tuổi, con nói nói tuổi đi. Con bằng tuổi với lại anh Minh, tại vì ngày xưa tụi con học chung cấp 3 lớp toán ở quê. Dạ. Và lên đại học thì tụi con quen nhau tới bây giờ. Hiện tại là các con đang ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở đâu? Dạ tụi con ở Hồ Chí Minh luôn. Quận mấy? Dạ quận 4. Cà phê ở đâu? Quán cà phê ở quận mấy? À dạ quán cà phê quận 10, Monkey in Black. Dạ. Quận 10 à?
Ở đâu? Phường mấy? Dạ, tại nhà tôi quận 10. Dạ sư Vạn Hạnh. Sư Vạn Hạnh à? Đối diện. Ngày nào tôi cũng đi, coi như tuần nào tôi cũng đi Vạn Hạnh Môn cả. Dạ, đúng rồi, đối diện luôn. Ok. Là em rủ vợ đi hay đi mình? Trời ơi, người ta à, đi đâu đi vô cà phê đúng không? Ừ. Là ngủ dĩ nhiên là ngủ vợ rồi, okay, đúng không? Thì phải còn, hỏi cho nó còn đâu đó rồi. Mà đi cái chỗ cái mall kia đó là tuần nào cũng đưa mấy đứa nhỏ đi. À, làm một bên là đi vợ, một bên là đi với con đúng không? Đó, okay, đó, sắp tới coi là chia phe. Ủa nhưng mà nó là bên kia vậy con? Dạ, bên kia in black. À rồi. Dạ. À, có thể ngày mai chú sẽ tới đó. Dạ. Rồi, bây giờ hãy kể cho chú với chị Vân nghe về cái câu chuyện tình của các con. À, hồi nãy tôi có kể là chú với chị Vân, trời ơi, nghe nó nghịch cái ngôn từ. Chú kể với chị Vân, chú là chị Vân của chú á, chị Vân của chú thì thiếu chữ của chú, thiếu cái chữ chú thôi mà đó. Ừ, không sao cả nha. À, hồi nãy tụi con nói là tụi con quen nhau từ cái thời đại cấp học. 3. Dạ, ở dưới quê biết nhau ở cấp 3, tại vì học chung lớp cấp 3. Nhưng mà yêu nhau là lúc đúng không? Dạ, yêu đúng nhau là lúc đại học. À, thôi từ lúc đại học đi. Thôi bây giờ từ lúc đại học các con bắt đầu yêu nhau như thế nào? Dạ, Trúc thì học đại học Bây Giờ Thành phố Hồ Chí Minh. Con thì học đại học quốc tế đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hai cái đó nó sẽ giao nhau ở cái chỗ là Hàng Xanh á. Thì ở dưới quê tụi con á, thì khi mà lên đây thì không có ai quen biết cả. Thế là hai đứa, thực ra thì hồi cấp 3 tụi con rất là ghét nhau. Tụi con cũng không ưa nhau ấy, tại vì đây là bí thư. À, đây là thủ quỹ, con là bí thư. Thì một đứa thì giữ tiền suốt ngày đòi con, mà con là lúc nào cũng muốn xài tiền của lớp. Một đứa giữ tiền, một đứa quyền lực, đúng không? Dạ, con phá tiền. Thế là khi mà lên đây á, thì bắt đầu hai đứa cũng không có quen biết ai. Thế là cũng cứ đèo nhau, đi chơi với lại là nói chuyện với nhau. Nhưng mà sao không biết làm sao tự nhiên đang không, thế là dính. Dạ. Thế là dính hả? Tự nhiên thế là dính hả? Ủa nhưng mà cấp 3 đó, à, tại sao con lại không ưa anh này? Dạ, tại vì đây là một hình mẫu đối ngược lại với con luôn. Con là một cô gái rất là chính chuyên. Đi học không bao giờ bị thầy cô nhắc nhở về những cái vấn đề liên quan tới hạnh kiểm các thứ. Nhưng mà anh này thì luôn ngồi sổ đầu bài, tại vì nói chuyện riêng trong lớp. Ôi sao thắc mắc nha, tại sao bí thư mà lại là một cái người mà giống như ngoại giao vậy? Có thể nói chuyện cả ngày được đúng không ạ? Rất là nhiều chuyện luôn, tới tận bây giờ luôn á chú. Tức là không thích người đàn ông nói nhiều. Dạ, con rồi. Cũng đâu có ưa đâu, tại con thích con gái năng động. À, nhỏ này đụt lắm. À, vậy nhỏ hả? Này trong mắt con là hồi đó là chỉ có số này nhìn lên bảng, nhìn xuống bảng, nhìn lên bảng, nhìn bổ, thấy giống như con gà gật gật. Như vậy là cái thời đó là không ưa nhau, nhưng mà lên đại học thì cái điều gì mà khiến cho các bạn lại thay đổi? À, xa quê đó em, đó. Xa quê, xa nhà, không em, ai cũng, chơi á. Cũng cái điều đó luôn á, cũng cái điều đó luôn á chú. Cái gì nữa? Ví dụ vậy như chị... là con thích là... Cô nè, cô nói phân tích có đúng không? Dạ dạ. Ông bí thư này á là coi như ổng quậy quá, hiểu không? Rồi cũng không ai ưa ổng, không ai chơi với ổng. Rồi cô này á là mọt sách quá, rồi cái cũng không ai chơi với cổ luôn. Cái hai đứa phiêu dạt lên Sài Gòn cái gặp nhau. Cái cũng không ai chơi tụi nó luôn, cái tụi nó gặp nhau, cái tụi nó chơi với nhau. Chơi nhau. Chứ giờ ai chơi tụi nó? Có nghĩa là từ ghét thành thương, từ ghét ghét thành thương thương, hay là do các bạn dậy thì muộn. Là lên tới đại học rồi mới bắt đầu dậy thì, rồi lúc đó là mới biết cảm mến nhau. Bạn nói là tụi nó không có ai chơi tụi nó buộc lòng phải chơi với nhau. Đúng không? Sao nghe cô đơn quá. Cô đơn mất giá quá. Sao? À, con như hồi nãy con nói thì cũng cái tính này mà làm con yêu. Tại vì hồi xưa thì đúng là con thích con gái năng động thật. Nhưng mà đến cái thời mà bắt đầu mình tự nhiên mình lúc đó đúng là nghĩa là cô đơn giữa Sài Gòn á. Thế là mình mê nói mà không có ai nghe. Con nhỏ đứng ngồi sau xe nó nghe. Nghe từ đoạn cuối luôn. Nghe chăm chú lắm. Ủa vậy mà chấp nhận cho chở đi hả? Dạ cho chở chứ. Tại lúc đó có con xe ạ. Đã nói là không có ai chơi mà bây giờ có nhờ ai cũng đâu ai chở. Chỉ có con bé này chở thôi. Nó thương bé dễ sợ luôn. Và con nhỏ nó cũng thương nhỏ luôn, nhỏ chịu đựng nghe. Và cuối cùng nghe riết thành ghiền đúng không? Tại vì con không biết nói gì. Rồi đến khi nào thì bắt đầu là hai đứa mới là cảm mến nhau, rồi bạn này cũng như tỏ tình với con? Dạ, tụi con không có một cái lời tỏ tình chính thức. Nhưng mà con vẫn còn nhớ hồi đó ảnh có nói với con sau một lần đi chơi về là anh có cảm tình với em. Cảm tình chứ không phải là tình cảm nha. Ý là kiểu mặc dù thể hiện là có thích mình đó, nhưng mà vẫn nói như kiểu giữ giá. Và cái khoảnh khắc đó thì con nghĩ là ok, mình có thể tìm hiểu nhau, tiến triển với nhau hơn. Và tụi con mặc dù không có cái ngày chính thức tỏ tình, nhưng mà tụi con ra mắt gia đình hai bên cũng như là công khai nhau khá là sớm. Là từ đó là biết, là tất cả mọi người đều biết là hai đứa quen nhau chính thức. Là cái đại học lên đây đại học năm thứ nhất luôn hả? Hay là năm thứ hai? Khoảng năm nhất, năm hai. Năm thứ nhất là bắt đầu công khai với gia đình luôn. Dạ, công khai theo kiểu là khi mà mẹ anh Minh lên Sài Gòn chơi á, thì anh Minh sẽ dẫn con đi cùng. Thì đúng rồi, vậy là công khai gì nữa. Đây là bạn gái con đi theo, đi cùng đi ăn chung với gia đình, đi chơi chung với gia đình, đúng không? Thay vì phải về quê ra mắt thì thật ra là mẹ lên thì cũng như ra mắt mẹ luôn. Đó, nhưng mà ra mắt mẹ là lúc đó. Bây giờ cái việc ra mắt và cái nụ hôn đầu tiên là cái nào nó có trước?
Dạ, cái nụ hôn đầu tiên có chứ. Đứa nào bật mí cho chú nghe cái vụ nụ hôn á. Có gì kỳ chứ? Trời ơi, công nhận em tò mò ghê. Không phải em không có tò mò, nhưng mà rồi cái gì nó cũng phải đến thôi hả? Thôi lỡ nói luôn đi con, mệt mỏi quá. Dạ, không biết vì sao nhưng mà con không có nhớ những cái thứ chính thức. Nhưng mà nhớ những cái thứ mà nó hơi hơi chính thức thôi. Là kiểu hôm đó con với anh Minh đi chơi, hai đứa còn nghèo nên là ra công viên hẹn hò. Thì hôm đó anh Minh có ý định hung con. Con có thể nhìn ra, đúng rồi, con có thể nhìn ra cái ý định đó. Sau rồi lúc ổng tiến tới chuẩn bị hung là con né đi chỗ khác. Sau rồi con giả bộ là, ủa cái này là vô tình né thôi chứ không có cố ý đó. Nhưng mà con biết là ổng có ý đồ hung mình. Rồi sao, cái nghĩa là mình hung cái đầu, cái phát đầu nó hụt. Dạ. Có hùng tiếp phát nữa không? Đi quê, bây giờ để cho Minh nói cảm xúc lúc đó đi con có bị quê không? Mẹ con nói thiệt là con không nhớ lúc đó luôn. Ủa sao vậy? Nó không ấn tượng gì à? Dạ tại thường chúng ta hay xóa đi những ký ức mà chúng ta bị quê. Nghĩa là quê đó. Lâu lâu hay nhắc câu chuyện này á, nhưng mà con hay kiểu phủ nhận, kêu làm gì có, nghĩ sao mà anh chủ động hôn em được, không thể nào có chuyện đấy được. Nhưng mà trong buổi hôm đó ngay sau đó là con có đoạt được nụ hôn không? Dạ, không. Ồ, vậy là con không có bản lĩnh rồi. Trời ơi, mà mình chảnh mà cô. Thôi ra mà có hụt ra là tôi giật cái mặt là tôi kéo vô tôi hôn luôn. Không có né đâu được hết trơn. Đó là hàm hồ. Đó, vậy thì cái nụ hôn đầu tiên đó là mà trúng đó. Sau đó là cách nhau bao lâu? Dạ con không nhớ thiệt. Không nhớ. Con chỉ nhớ cái lúc hụt hụt thôi. Mình có nhớ không? Dạ không luôn. À, thiệt là chúc tụi mừng con ha. Con cười lắm. Tụi con là không có những ngày như vậy, những ngày gọi là chính thức không biết là từ khi nào. Nhưng mà chỉ nhớ ngày cầu hôn là khi nào thôi. Rồi tụi con cũng sẽ không có nhớ ngày tặng quà đầu tiên khi nào, chỉ nhớ ngày trao nhẫn cưới thôi, kiểu vậy á. Thật sự là mình không nghĩ là các bạn này lại có một cái kỷ niệm rất là sâu sắc như vậy. Không có nhớ gì cả. Rồi Minh cầu hôn với vợ như thế nào? Dạ thì lúc đó là 9 năm. Thì thật ra có một câu chuyện rất là huyền thoại cặp đôi tụi con đó là. Ủa là mới đây đúng không? Dạ đúng rồi. Thì thời điểm đó thì tụi con là quen nhau cũng rất là lâu. Và từ cái thời mà hai đứa đúng nghĩa là hai bàn tay trắng thôi. Thì cái thời điểm đó con có nói với TV là nếu như ngày sau này mà anh còn xứng đáng với em á, nghĩa rằng là cái bản lĩnh của anh đủ. Đủ ở đây nghĩa là đủ tài chính nè, đủ bản lĩnh nè, đủ cái kiềm chế cái tôi mình lại để giữ gìn hạnh phúc, thì anh sẽ cầu hôn em. Lúc đó thì nếu như mà anh nghèo thì anh sẽ cầu hôn em bằng nhẫn cỏ. Thế là cái thời điểm mà con cầu hôn Trúc thì lúc đó là 9 năm. Tại vì con hứa với Trúc đó là hứa 10 năm, cho anh 10 năm để anh cố gắng. Vì 18 tuổi nó 28 tuổi. Lúc đó 9 năm rồi, sắp deadline rồi. Thế là con biết mình đừng có đám cưới, con cầu hôn. Thì con mới làm cái nhẫn cỏ đúng nghĩa đen. Nhưng mà cái cỏ của con là làm bằng vàng trắng này nọ. Xong cũng ngầu lắm. Thế là con mới giả vờ con thuê. Con nói với Trúc là ngày hôm đó là có tài trợ một cái sự kiện ở trên du thuyền. Thế là Trúc cũng súng xính đi, mặc đồ lên đẹp lắm. Xong mọi người trong đó của con cũng giả vờ cho hướng dẫn viên ngồi nói các kiểu. Xong bước lên du thuyền thì ngay ở giữa, ngay cái đằng trước một cái hoàng hôn thì con mới cầu hôn Trúc. Cái clip đó cũng khá là viral. Lãng mạn quá. Cũng khá là vui, tại vì đó lời hứa chỉ có tức một cái là nhỏ này không nhớ gì lời hứa luôn. Vậy hả? Không nhớ gì luôn, trời ơi. Thì Trúc có anh có hứa gì em không? Phải hứa hay là hứa với ai? Trúc, tại vì Trúc có một cái nguyên tắc là Trúc sẽ không có nhớ những lời hứa của con. Tại vì Trúc luôn nói là nào mà hứa thì đó là lời hứa thật lòng của con lúc đó, nhưng ngày mai thì sẽ không phải là con lúc đó nữa. Cho nên là sẽ không có quá mong chờ về điều đó. Cho lúc con nói Trúc không nhớ, xong con kiểu hả? Ủa chứ không phải bữa giờ em cố gắng em nhá đèn để anh cầu hôn hả? Cho nên là lúc đó cả hai đứa đều bất ngờ hết. Con cũng bất ngờ luôn, con cầu hôn mà con bất ngờ luôn. Vậy hả? Nhưng mà cái trạng thái của con cái lúc đó như thế nào? Khi mà tự nhiên có như giữa một cái hoàng hôn rực rỡ như vậy và có một cái người bạn của mình quỳ xuống và trao chiếc nhẫn cỏ làm bằng bạc. Làm bằng vàng trắng. Vàng trắng là bạc. Cái bạc với vàng trắng nó khác giá dữ lắm em. Vâng, em nhầm. Bằng vàng trắng. 9 năm sau là anh ấy đã thành đạt rồi. Đó, nhưng mà vẫn nhớ là cái chiếc nhẫn cỏ, đúng không? Là sao? Tâm trạng nó như nào? Tự nhiên nhắc lại cái con xúc động á. Con lúc đó là đã quen được 9 năm rồi và con nghĩ là hai đứa sẽ về chung một nhà và sẽ không có một cái cầu hôn nào hết. Tại vì nó giống như cái lúc mà yêu nhau á thì không có một lời tỏ tình chính thức. Thì cầu hôn con cũng không cần luôn. Nhưng mà không ngờ là chồng con lại làm cho con một cái buổi cầu hôn đáng nhớ tới như vậy. Giờ nhắc lại con vẫn còn nhớ cái hình ảnh, cái cảm giác lúc đó. Mà cái nhẫn đẹp không cô, hỏi thiệt? Dạ cái nhẫn rất là sến.
Nhận nó con tự thiết kế luôn á. Trời ơi, đẹp mà không vậy? Dạ không, cái này sao mà dám đeo? Bây giờ chị hỏi em là vàng trắng mà nó quả tiết thành những cái cỏ là nội, mà đeo cái đó không là nó rắc vô quần, vô áo, đúng nó rồi, đâm vô rồi, da, vô thịt. Trời ơi, làm chị sao mà đeo được? Lắm đúng không? Đúng rồi. Anh rất là tự hào với cái nhẫn đó. Thì con cũng rất là yêu cái nỗ lực của ảnh. Nhưng mà để nói thật lòng là nó có đẹp hay không thì nó rất là sến. Nó rất đẹp và tất cả mọi người đều rất thích luôn. Tại vì cô biết không, cái thương hiệu mà lúc mà con làm cái đó là xong rồi con có public cái tên đó, thì là thương hiệu đó liên tục được đặt order để làm nhẫn cầu hôn. Trời ơi, nói chung là không cùng gu thôi. Ủa nhưng mà lúc ra cái năm đó là năm nào con? Dạ là cuối năm 2021. À, cuối năm 2021. Rồi 9 năm yêu nhau vậy tụi con có cái sóng gió gì không? Hay là nó trơn tru mộc mạc vậy đó? Dạ, sóng gió tính theo ngày vậy con. Những cái sóng gió của tụi con là cái người trong cuộc không có nhận thức ra luôn. Kiểu như khi mà mình làm sáng tạo nội dung về tình yêu á, thì mình luôn có một cái tưởng tượng, một cái gì ta? một cái màn trắng là tình yêu của mình luôn hoàn hảo. Nên là khi mà có những cái vấn đề gì liên quan tới việc mà hai đứa khó kết nối với nhau hay là ngày càng xa cách nhau á, thì tụi con không có nhận ra điều đó. Và nghĩ là mọi thứ nó vẫn đang ổn. Thì tụi con có một cái giai đoạn là quen nhau tầm 6-7 năm là hai đứa bắt đầu không có tiếng nói chung. Anh Minh thì stress vì lúc đó công việc của anh Minh chưa có đi tới đâu á, kiểu cảm giác mình chưa có thật sự có sự nghiệp trong tay á. Còn con thì lúc đó mới tốt nghiệp đại học xong, nhưng mà con lại không đi theo cái ngành của con. Và cũng đang rất là chênh vênh, kiểu như không biết mình nên làm gì. Và hai đứa không có tiếng nói chung trong khoảng thời gian đó và xa cách nhau rất là nhiều. Tự dưng là lạnh nhạt, nguội lạnh. Dạ đúng rồi. Mất bao nhiêu lâu? Dạ con nghĩ là một năm hơn. Wow. Dạ. Các con có từng chia tay nhau không? Dạ rồi. Dạ rồi. Là chia tay lâu không con? Cái thời điểm đó là dạ 5 ngày. 5 ngày. Ai là người chủ động nói cái lời chia tay? Dạ anh Minh là Minh chia tay xong con. Okay. Ai là người chủ động mở cái mỏ gọi là hàng gắn hả? Lý do là Minh nói chia tay là sao? Dạ con cũng chia sẻ thật là hồi nãy con có nói về cái lời hứa lúc 9 năm á, tại vì con luôn nhớ cái lời hứa trong lòng. Thì 6 năm, lúc đó là 6 năm thì cô có tưởng tượng là từ năm nhất đến năm 6 kiểu là mình cũng sẽ mong chờ là ví dụ như 9 năm thì có cái nhà đi, thì từ năm nhất đến năm 6 thì cũng phải có được kiểu 1 tỷ hay gì đấy. Nhưng mà thời điểm đó thì con thất bại rất là nhiều. Con mở công ty nào ra là con thất bại công ty đó luôn. Và được cái thì nó không nợ thôi. Nhưng mà mình cứ về mo hoài, nghĩa là về zero hoài. Thế là mình nhìn vào người yêu mình cũng mà mình nghĩ là vợ tương lai, thì mình nghĩ cảm giác là mình ngày càng không xứng đáng, tự ti. Thật ra đó là một cái sự hèn á cô. Nhưng mà ở cái thời điểm đó khi mà mình không còn đủ tỉnh táo nữa thì mình sẽ không có mình sẽ không kiềm chế được. Và vì mình không dám nói ra, không thể nào là một người đàn ông dám nói ra là ok anh thất bại quá nên anh không dám ABC. Nên nó tạo ra một cái sự tự ti nhất định, và chính cái sự tự ti đó nó làm cho con ngày càng phản ứng ra với những cái mà không nên phản ứng như vậy. Chuyện rất là nhỏ mà tự động con bật lại nó rất quá là nhạy cảm. Nghĩa là mình một cái chuyện đó bình thường. Nhưng ngày hôm đó đối với con là nhạy cảm. Ví dụ như Trúc đi qua một cửa hiệu với Tots & Kids đi, Trúc thấy cái túi đó, Trúc chỉ đứng nhìn lâu thôi. Con cũng bắt đầu cảm giác nhạy cảm. Vì tại sao mình không có đủ tiền để mình làm điều đó. Thế là vì những cái chuyện đó nó cứ ở trong lòng mình hoài. Lúc đó rồi nó cứ dồn nén những cái chuyện khác ngoài lề. Lúc đó con mới bùng lên, con mới nói chia tay. Nhưng mà đến cái thời điểm chia tay xong mắc cười cái là lúc chia tay cũng anh hùng lắm. Kiểu là chắc chắn nhất rồi á. Nhưng mà trong 5 ngày tiếp theo con nhốt mình trong cái kho của công ty con. Là giống như là tụi nhỏ hay nói là thời điểm đó sợ lắm, tại suốt ngày phải đi tiếp tế lương thực cho con á, tại con không muốn ra ngoài. Và đúng là trong 5 cái ngày đó là con ở trong phòng tối đó, con cảm giác là cái thứ duy nhất con nghĩ là Trúc thôi. Nó giống như cái cảm giác con hay so sánh là lúc mình ở bên nhau á, khi mà cái tình cảm nó qua giai đoạn tim đập thình thịch rồi á, thì nó giống như hơi thở vậy. Mình không bao giờ mình biết trân trọng hơi thở của mình á, cho đến khi ai bóp mũi mình 5 giây là mình thấy là mình tắt thở. Thì đây cũng vậy á, thì đến lúc mà con biết là con đã mất Trúc rồi á, thì con kiểu con thèm khát có lại được khủng khiếp. Và đến trong những ngày đó con nghĩ rằng chỉ cần có chút thôi, cái gì cũng được. Đó là thôi cố gắng 5 ngày sau kệ, nhắn tin rồi năn nỉ quay lại các kiểu tùm lum la. Con chủ động luôn. Dạ con chủ động, nhưng may quá chút cũng đồng ý. Tại lúc đó mình cũng nghĩ là tại con có nguyên tắc là con sẽ làm hết mức có thể. Nếu được thì thôi. Nhưng may quá là một người dám làm và một người dám chịu, thế là ok rồi. Nhưng mà được một cái là sau cái thời điểm đó, tự nhiên đúng cái thời điểm đó thì mình xác định là thứ hai đứa cần là tình yêu thôi á, thì tự nhiên sự nghiệp con thăng tiến dựng cột luôn. Dạ. Thế là đủ tự tin đó, tự nhiên lúc đó mình tự tin lúc nào mình không biết luôn á. Dạ. Không còn tự ti nữa đó. Ừ, không còn tự ti nữa là mình làm được thành công đó em. Còn và Trúc thì chắc trong 5 ngày cũng mong chờ cái cuộc gọi điện thoại của ảnh đúng không? Dạ, con với ảnh tính giống nhau, hai đứa mạng hỏa nên rất là hổn. Ảnh đòi chia tay thì con chia tay. Con có giá của con mà. Đó nên là tại vì cái lý do mà hồi nãy ảnh mới nói á, là sau này con mới biết, chứ còn lúc đó là ảnh hành xử rất là kỳ lạ. Tức là ảnh hành xử
không, mình cảm nhận được là không có còn tình thương cho mình nữa. Ừ, đúng nên rồi, nó con... không yêu mình nữa đó, đúng dạ, không? Đúng rồi, nên là con cũng ok. Mày nhưng mà con khóc nhưng mà con ok. Nhưng mà cô hỏi con lúc đó là công việc của con thì nó lại là anh Đông. À, hay là con cũng đang làm công ty chung với anh Minh luôn. Tụi con trước giờ làm mọi thứ với nhau luôn. Công ty cũng cổ phần chia cho nhau. Rồi công việc sáng tạo nội dung cũng làm trên kênh của nhau luôn. Nhưng mà lúc đó khác bây giờ, ở một cái là cái công việc lúc đó nó chưa phải là con. Nó chưa có khiến con cảm thấy là mình là chính mình đó. Nên là con chưa có mê cái công việc đó. Dạ đúng rồi. Thật ra như thế này, cái giai đoạn mà một người đàn ông mà cái tuổi mà thành, có nghĩa là đi làm sớm giống như chồng con á, chắc chắn là khi mà trải qua những cái giai đoạn là thất bại á. Rồi lúc đó là hai đứa có nhà chưa? Dạ chưa. Lại chưa có nhà, lo cơm áo gạo tiền, rồi tiền thuê nhà đã gì, thất bại công ty nữa, thành chắc chắn là bạn này không stress, không bị trầm cảm nặng đã là một cái thành công rồi. Dạ. Rồi, thực ra là cái 28 tuổi của tụi con mà tụi con sự nghiệp như vậy là ok lắm á, tại vì người đàn ông á thường là bắt đầu từ 30 đổ đi á, là lúc đó là thường thì họ bắt đầu mới thành đạt vững chắc á. Con có suy nghĩ đơn giản là tại vì vợ con bằng tuổi. Tại vì nếu như mà yêu nhỏ tuổi hơn thì con nghĩ là tầm 30 hoặc là hơn cũng không sao. Nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện là năm 28 tuổi thì tại con luôn suy nghĩ là phụ nữ sau 30 đẻ nó sẽ gặp nhiều khó khăn hơn rất là nhiều. Và nếu mình không vững, mình không có một cái mái ấm, mình không có cái nhà, mình không đủ bản lĩnh để mình nuôi con. Nói đâu xa, đừng có nói đến chuyện tiền bạc, mà nói cái chuyện là mình còn thời gian để mình chăm cho con đã là một cái chuyện khó rồi. Thế các bạn đã có em bé chưa? Chưa đúng không? Rồi bây giờ là đã có nhà chưa? Dạ có rồi. Có rồi. Các bạn ở nhà thuê, có nghĩa là các bạn đã ở chung với nhau từ, có nghĩa là quen từ 19 tuổi. Dạ, đúng không? 18. 18 tuổi. Và ở chung với nhau là bao nhiêu tuổi? Dạ, quen được 7 năm là bắt đầu ở chung với nhau. Như vậy là các bạn ở nhà thuê cũng phải là mấy năm? Dạ, tụi con ở nhà thuê. Nhà đây. Tụi con mới mua nhà hồi năm ngoái. Sao nghĩa là 7 năm đó thì tụi con vẫn tiếp tục ở nhà thuê. Dạ, để thì ai cũng vậy mà, làm sao mà hăm mấy tuổi mà có nhà được. Thôi bây giờ bỏ qua cái giai đoạn mà nhà thuê đi. Mình vô là cái nhà mua đi. Ha, là hai chồng về ở với nhau rồi đám cưới rồi chương thứ nhì đó em. Tới cái gì? Đúng rồi. Tới cái phần đó mấy đứa biết mà đúng không? Thì giữa cái nhà thuê với cái nhà mà nhà mua đó thì những cái tánh xấu nào nó có thay đổi không? Nó có thay đổi từ nhà thuê qua nhà mua không hay là cũng y chang vậy? Y chang vậy. Đó. Dạ, con thấy ảnh rất là nhất quán. Từ năm nhất quen nhau cho tới bây giờ thì vẫn bừa bộn như thế. Có nghĩa là coi như là không có thay đổi đúng không? Dạ đúng rồi, rồi mãi mãi trường tồn á. Mãi mãi trường tồn á. Thôi bây giờ bắt đầu mình lần lượt mình liệt kê đi con. Thôi bây giờ mà mình đàn gái trước nha. Nếu mà nói về nếu mà nói về tật xấu thì con nghĩ tới bừa bộn đầu tiên. Bừa bộn nè. Nhưng mà cái hồi mà mới quen á thì con lại rất thích cái sự bừa bộn đó, tại vì đó là một cái cơ hội để mình có thể qua nhà ảnh xong rồi xếp đồ cho ảnh để mình chứng tỏ là tình yêu của em dành cho anh là sự gọn gàng đồ cho anh đồ này kia. Là sống bừa là dịu dàng mà gọn gàng đó con. Dạ. Con sống bừa chứ con thích gọn gàng. Lạ vậy đó. Con vậy đó, cái nết con là con sống bừa nhưng con muốn bước vô ở nhà phải thơm với sạch. Thì bởi vậy người ta mới muốn thích như vậy để người ta có cơ hội nè. Dạ. Ủa nhưng mà tại sao bây giờ lại là cảm thấy nó khó chịu? Dạ tới bây giờ con vẫn cảm thấy điều đó ok. Tức là con đang nói là kiểu cái hồi đầu á mình yêu điều đó ở ảnh, nên là bây giờ khi mà cưới nhau về rồi thì con cũng sẽ không thể nào ghét cái điều đó ở ảnh được. Dạ. À như vậy thì đối với con, nhưng mà vẫn xem là thật xấu. Dạ. Như vậy đối với con thì làm sao nó là tật xấu được? Tật xấu là khi nào mà mình cảm thấy không chịu được cái đó và mình muốn anh thay đổi thì nó mới là tật xấu. Còn khi con nói ôi tôi yêu cái tật xấu của anh ấy thì nó không phải là tật xấu. Dạ, vậy nếu là nói vậy thì anh Minh không có tật xấu. Bấm điện thoại. Bấm điện thoại trong lúc ăn hả? Hồi đó con coi cái có điều nhắc đó. Buồn nữa hả? Hồi đó con coi điều đó là tật xấu nhưng mà gần đây con đã thấy ok với điều đó. Bỏ tại cuộc, vì hả? dần tức là khi mà một người, ví dụ một người hút thuốc hay là một người mê game các thứ á, thì mình đứng ngoài mình nói vô người ta sẽ không thay đổi. Trừ khi mà tới một thời điểm nào đó họ tự ý thức được sự thay đổi thì mới cái điều đó nó mới thay đổi được. Nên là bây giờ con đang chấp nhận cái điều đó thôi. Thôi tại sao con lại chấp nhận những cái điều vô lý đó? Ví dụ bừa bộn thì thôi có thể chấp nhận đi, là bởi vì đàn ông vậy á, họ nhiều việc quá, nhiều khi họ không có để ý đến những cái tỉ mỉ tẳng mẳng về mặt mỹ thuật ở trong gọi là nội thất của gia đình mình thôi, có thể chấp nhận. Nhưng mà bấm điện thoại ảnh hưởng đến sức khỏe con. Dạ đúng bao, rồi. Đau bao tử rồi mắt sẽ lên độ liên tục. Dạ. Ví dụ vậy đúng không? Cái thứ hai nữa, một cái điều nữa mà hiện nay đó là gần như là một cái tật của các cặp vợ chồng ở trong cái thế giới này luôn, chứ không phải riêng Thành phố Hồ Chí Minh hay là Việt Nam đâu. Đó là về nhà mỗi người một cái máy rồi không ai nói ra một câu nào cả. Rồi nó làm cho một cái không khí gia đình nó không có một cái tiếng nói, nó không có sự rộn rã ở trong gia đình. Dạ, tụi con cũng đã từng có một thời gian giống vậy. Nhưng mà khi nó lạ một cái là khi mà con chấp nhận cái điều đó anh Minh không cằn nhằn nữa, thì mặc dù là lúc ăn anh Minh vẫn sẽ bấm điện thoại, nhưng mà những khoảng thời gian khác á, ảnh sẽ tập trung nói chuyện với con hơn.
Dạ. Nghĩa là lúc ăn rồi mới bấm thôi. Dạ, lúc ăn có thể bấm có thể không, nhưng mà con không có bắt ảnh 100% không bấm được. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Tính tình có hiền lành lạc hậu không hay là cọc cằn cọc lỗ? Dạ, cọc cằn cọc cằn. Ví dụ đi. Ảnh rất là dễ nóng. Dễ nóng dưới chứ con. Dạ, dễ nóng với con và mọi người, nhưng mà dễ nóng với con nhiều hơn. Tại vì con với ảnh khác nhau rất là nhiều. Con có cảm thấy khó chịu với những cái sự cọc cằn đó của ảnh hay không? Dạ có. Đó là tật xấu đó. Dạ có, nhưng mà con trị được rồi. Đó là khi mà ảnh nóng tính lên á, mà con nóng tính lại á, thì hai đứa sẽ cãi nhau rất là nhiều. Nhưng mà con dịu đi một xíu, con có thể không cãi nhau lại với ảnh. Cũng không phải là kiểu phải xoa dịu ảnh, nhưng mà mình chỉ cần im lặng một chút thôi là ảnh sẽ tự review lại cái hành động vừa rồi của ảnh, xong ảnh năn nỉ xin lỗi các thứ. Có nghĩa là bây giờ xài chiêu là một người á, là gọi là lửa ở trên trời á, sơn ở gì lửa thiên thượng hỏa, thiên thượng hỏa, thì bây giờ mình chấp nhận mình là lửa đèn dầu đi con, mình thu mình lại ở cái bóng đèn dầu đó, thì trời ơi ở ngoài đó thiên thượng hỏa ầm cũng không có ảnh hưởng gì luôn, không cộng hưởng thiên được để mà tạo thành là, đám cháy đây mới là thiên thượng hỏa. Thì... còn mấy đứa này nó là lư trung hỏa hay gì đó, hỏa đồ sơn, hỏa đồ sơn đó, hỏa đồ sơn là hỏa đồ sơn là cũng trên núi rồi, là nó đốt cây nó đốt rừng. Thì bởi chị mới nói là hai đứa nó cùng một lúc á là cháy rừng người ta. Dạ hiểu không? Ủa mà hay hồi nãy giờ con bé nó kể nó chấp nhận cái đó là tật xấu chứ, tại vì nó đã thay đổi con bé rồi, vì con bé đâu có tật xấu gì đâu. Đâu xấu chứ, cọc cằn là xấu chứ. Nhưng mà bé nó đã nói là đã thay đổi rồi đúng không? Không, có nghĩa là thay, tức là nó dùng cách nó trị thôi, nhưng mà cái người phụ nữ cô nói cho con biết, một khi mà người ta cảm thấy người ta bất lực trước những cái điều mà mình không thay đổi được, và người ta chấp nhận cái việc im lặng, đừng có tưởng đó là gọi là mình chiến thắng, không có đâu, không có chiến thắng một chút nào cả. Và nếu như cái sự yên lặng đó nó hoài như vậy á, thì đến một lúc nào đó người ta không thể im lặng được. Bởi vì sao biết không? Tại vì đồng tuổi, giỏi giang ngang nhau, đúng không, đều có hai cái tay hai cái chân, một khối óc và một trái tim, có nghĩa là một cá thể biệt lập chứ không phải là phụ thuộc mình. Thành ra người ta sẽ có những cái mà như mình đã từng có, là mà hơn nữa người ta cũng là gì, hỏa đồ sơn nữa, đúng không? Thôi cùng mạng rồi bây giờ, cho nên là đừng bao giờ để cái điều đó xảy ra. Người phụ nữ im lặng không có tốt đâu. Rồi bây giờ nhân đây thì mong muốn ông xã thay đổi điều gì, nói luôn đi. Dạ em con muốn ảnh chịu khó ăn nhiều hơn một xíu để cho ảnh tự tin hơn về cái sức khỏe của mình. Dạ vậy thôi, chỉ vậy thôi là con nghĩ nó sẽ thay đổi được nhiều thứ lắm. Kiểu mình chỉ cần tự tin vào bản thân mình á, là cái tính mình nó dịu dàng lại hẳn. Còn bây giờ thì anh Minh stress với bản thân á, nên là cái phản ứng với mọi người cũng sẽ stress theo. Về sức khỏe của mình hả con? Kiểu anh Minh gầy quá thì là con lười ăn hả? Cũng không hẳn bị lười ăn, nhưng mà nó sẽ là stress, xong nó khiến chán ăn thì không đủ sức, nó lại stress, nó cứ vậy á. Và khi mà mình không đủ ăn thì nó sẽ thiếu một vài khoáng chất, ví dụ thiếu kẽm đi, nó sẽ gây thêm trầm cảm. Và những cái đó thì con đã đi xét nghiệm này nọ hết rồi, và đúng là con thiếu thật. Thì chính vì những cái đó nó mới khiến cho mình nghĩa là mình cứ tưởng là sức khỏe và tinh thần là hai cái nó hơi khác biệt, nhưng mà không phải đâu. Không phải, nó ảnh hưởng hoàn toàn đến nhau luôn. Và có những cái ngày mà con bị stress, nghĩa là con thì không bị đau dạ dày, nhưng mà có những cái ngày mà con bị stress, nghĩa là con đang căng thẳng trong người về công việc á, con nuốt vô là nó sẽ trào ngược ra lại, nuốt vô nó trào ngược ra lại, con không ăn được. Thì đó là những cái mà Trúc, mỗi lần Trúc chứng kiến con biết là Trúc rất là xót. Nhưng mà con cũng cố gắng hạn chế những cái đó đi á. Thì đến bây giờ thì con nghĩ là con cũng đã khá là thành công trong chuyện hạn chế nó bớt đi rồi. Chứ còn thì vẫn còn. Thực ra nếu mà thiếu chất nào thì bổ sung về vấn đề thực phẩm cái chất đó thôi con. Thôi để qua tuần đi, chú sẽ liên hệ với con, chú mời con tham gia một chương trình với chú, đảm bảo con sẽ có một ngày no nê. Không có một cái chương trình ăn luôn mà, đi ăn cả ngày trời luôn đó. Và chắc chắn là cái câu chuyện mà tại sao bạn ăn cái món đó là chắc chắn là bạn phải thú vị thì bạn mới ăn được cái món đó nha. Tuần sau đi chú sẽ liên hệ với con, nghe khá là thú vị á nha. Rồi bây giờ mời con nói về bạn ấy. Con hả? Từ năm thứ 8 độ về trước, con rất là ghét một cái tính của Trúc, đó là tính bướng. Trúc rất là bướng ở trong mọi thứ luôn. Nghĩa là Trúc sẽ là một người sống rất là tình cảm, và con là người sống rất là lý trí. Ví dụ cãi nhau đi, con sẽ ngồi lôi hết logic ra để con nói. Trúc sẽ cãi bằng đúng một câu thôi: em không cảm nhận được tình yêu của anh. Nó nhiều đó thôi là Trúc chiến thắng rồi. Giống hồi nãy cô Hồng Vân có nói là đừng nghĩ rằng là khi mà phụ nữ mà họ chấp nhận điều đó là mình chiến thắng, nhưng không, khi Trúc chấp nhận điều đó là con thấy Trúc thắng. Và bởi vì Trúc con thấy Trúc thắng cho nên là con mới thay đổi đó. Thì Trúc trước đây rất là bướng, nhưng mà mãi sau này con mới nhận ra là chính nhờ sự bướng đó của Trúc thì con thấy Trúc đáng yêu.
Tại vì thú thật là từ nhỏ đến lớn thì đến cái thời điểm mà con thành công á, không có ai cãi con á. Mọi thứ thì con làm độc lập á, trên đa số những người xung quanh con sẽ là những người ở dưới hoặc là đối tác của con thôi. Thì tự nhiên đùng cái con nhỏ nó suốt ngày nó cãi mình, mà cãi nhiều lắm, cãi trong công việc, cãi trong cuộc sống, cãi đủ thứ luôn. Có những cái mà con biết lúc đó là Trúc làm thì chắc chắn Trúc sẽ thắng và kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà phải 2 năm sau con thuyết phục mãi Trúc mới làm. Lúc đó thì đúng là kiếm nhiều tiền thật, nhưng mà nó đã trễ so với cục mốc đó rồi. Thì vì cái sự bướng đó cho nên là mình cảm giác là mình biết trước mọi thứ nhưng tại sao không chịu làm á, mình khó chịu. Nhưng mà sau này con mới thấy được là vợ con chính nhờ cái bướng đó nó lại bù đắp cho con rất là nhiều. Ví dụ trong công việc con là một người cả thèm chóng chán, con rất là, con đã thích một dự án là con đâm vô con làm rất là ghê, sẽ up mọi thứ rất là ghê, nhưng mà đến khoảng tầm một năm bắt đầu con thấy bắt đầu nó nhạt liền. Nhưng mà Trúc là sẽ đâm liên tục luôn, cứ bình tĩnh làm điên cuồng luôn. Cuối cùng con là người setup và Trúc là người thực hiện. Thì cuối cùng sau này con lại thôi, con kêu Trúc là em cứ bướng đi. Chính cái nhờ cái sự bướng đó của em mà khiến cho mình mới. Thế bây giờ có còn thấy đó là tật xấu không? Cái bướng đó con vẫn khó chịu nha. Mỗi lần cãi nhau con vẫn rất là cọc nha. Không, bây giờ chú chỉ cần hỏi là con có chấp nhận cái đó là tật xấu của chú không? Lúc tỉnh táo thì con không chấp nhận. Con cảm giác là không chấp nhận đó là tật xấu, nghĩa là con vẫn thấy nó ok. Chỉ có là lúc cãi nhau là con tức nghĩa là chấp nhận. Rồi chấp nhận. Bây giờ tiếp tục còn tật xấu gì nữa? Không chịu đi tập gym. Ê, có rồi. Tuần rồi mới tập 2 ngày. Không tập thể dục đúng không? Dạ, không tập thể dục. Tập thể dục. Và bây giờ cô ấy đã nói là có rồi. Nè trong. Dạ, mới tập 2 ngày rồi. Dạ. Cái lần nào cũng tập 2 ngày xong bỏ 1 năm vậy. Không, bây giờ hỏi này giờ con mong muốn chút thay đổi cái điều gì? Dạ, tập thể dục hết rồi. Là chỉ có như vậy thôi là hoàn hảo đúng không? Tại vấn đề của con, mọi người có nghĩ, mọi người hay nhìn thấy con ép chút đi tập thể dục sẽ nghĩ là con là một người kiểu là thích gái ngon hay gì đó. Nhưng mà thực ra trước đây con không có ép. Chỉ là đến thời điểm mà Trúc tự nhiên Trúc mặc cái váy xong Trúc kêu trời ơi sao em mở bụng nhiều quá, kiểu vậy á. Rồi con nhìn thấy sự tự ti của Trúc và Trúc bắt đầu hạn chế đồ đạc lại và kiểu cảm giác là mỗi lần mặc cái gì con sẽ suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng con muốn Trúc thoát khỏi cái cảm giác đó thôi. Mặc dù là có thể khi mình tập thì nó cũng không giảm xuống. Thế con có tập không? Dạ có. Con tập đều. Vợ chồng cùng nhau đi tập chung đúng không? Và rõ ràng là thấy cái sự mong muốn của hai bạn này á chị, đó là điều quan tâm đến sức khỏe của người bạn đời của mình. Trời Trúc ơi. Nghĩ là con nên ăn nhiều. Và bạn Trúc bây giờ đổi lại, anh ăn nhiều, anh ăn thêm nhiều đi, tôi sẽ tập nhiều. Ok, hiểu không? Được không? Rồi, con quéo cái đi. Ok. Giờ em chúc đi, em chúc cho hai bạn này là... Hai bé nó muốn không chị? Muốn chứ, bây giờ 28 tuổi rồi. Dạ, 2 năm nữa. 2 năm nữa. Thôi. Trời ơi, 2 năm nữa, vẫn còn cử tới 2 năm nữa luôn. Không sao, để mượn mỏ đâu. Ha, chúc cho hai đứa, đúng 2 năm sau. Ha, năm 2025. Ha, sẽ chào đón một thiên thần, hai thiên thần luôn đi, để sinh đôi đi, để sinh đôi luôn nha, ha, cặp gái hoặc là cặp trai đến với gia đình của chúng ta, không cặp trai gái luôn đi em, hoặc là cặp trai gái luôn đó, đến với gia đình của chúng ta nghe, rồi một gia đình đẹp đều, một gia đình hoàn hảo, con cảm ơn cô chú, cảm ơn tụi con.